Kuala Lumpur đã từng là thuộc địa của Anh trong vòng 100 năm, từ 1857 đến 1957. Kuala Lumpur là thủ đô của Malaysia và cũng là trung tâm của khu vực đô thị Klang Valley. Với dân số khoảng 1,8 triệu người, thành phố này là nơi có sự pha trộn giữa nhiều nền văn hóa khác nhau và cũng là nơi có nhiều nét văn hóa đặc sắc. Bên cạnh đó, Kuala Lumpur cũng là trung tâm tài chính và kinh doanh quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Kuala Lumpur là một trong những thành phố lớn và quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á. Được đặt tên theo con sông Klang, Kuala Lumpur là một trung tâm về mặt văn hóa, kinh tế và chính trị của Malaysia. Với một dân số đông đúc và đa dạng dân tộc, Kuala Lumpur thể hiện sự hòa quyện của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ người Malaysia gốc Malay đến người Hoa, Ấn Độ và nhiều dân tộc khác. Điều này tạo nên một môi trường đa văn hóa độc đáo, nơi bạn có thể thưởng thức đa dạng ẩm thực và tham gia vào các lễ hội và sự kiện văn hóa. Kuala Lumpur cũng nổi tiếng với các công trình kiến trúc ấn tượng, trong đó nổi bật nhất là tháp đôi Petronas, một trong những biểu tượng nổi tiếng của thành phố và của Malaysia. Ngoài ra, thành phố này còn có nhiều di tích lịch sử và tôn giáo, chẳng hạn như tháp Kuala Lumpur và Masjid Negara, nhà thờ quốc gia. Không chỉ là một điểm đến du lịch, Kuala Lumpur còn là một trung tâm tài chính và kinh doanh quan trọng của khu vực Đông Nam Á, với nhiều tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và trung tâm hội nghị quốc tế. Tóm lại, Kuala Lumpur là một thành phố đa dạng về văn hóa, đầy sức sống và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Malaysia và khu vực Đông Nam Á. Vì sao có tên gọi Kuala Lumpur? Tên gọi Kuala Lumpur được cho là bắt nguồn từ tiếng Mã Lai Kuala có nghĩa là hợp lưu và Lumpur có nghĩa là bùn. Tên của thành phố được đặt theo tên của con sông Klang, một con sông lớn chảy qua thành phố này. Thành phố được xây dựng ngay trên vùng đất bùn lầy, nơi mà hai con sông Gombak và Klang hợp nhất. Kuala Lumpur có khí hậu nóng ẩm quanh năm, vì thế bạn cần chuẩn bị trang phục thoải mái khi đi du lịch ở đây. Thành phố cũng có nhiều khu vực mua sắm, các quán ăn đa dạng và phong phú, cùng với nhiều địa điểm du lịch độc đáo. Về tiền tệ, đồng Ringgit Malaysia là đồng tiền được sử dụng ở Kuala Lumpur. Kuala Lumpur là một thành phố đa dạng về ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa. Bạn có thể thấy sự pha trộn của các nền văn hóa khác nhau trong kiến trúc, ẩm thực và cả trong phong cách sống của người dân địa phương. Kuala Lumpur là một thiên đường mua sắm với nhiều trung tâm thương mại lớn. Bạn có thể tìm thấy nhiều sản phẩm đa dạng từ quần áo, giày dép, túi xách đến đồ điện tử. Tại đây, bạn có thể ghé qua các khu mua sắm nổi tiếng.